Xin chào các bác, các bác nha. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh Việt Anh Vinh Tech Web. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới em và ủng hộ em trong thời gian qua. Em là Việt Anh, chuyên về kính bút nhân bật lửa, đồ cổ, đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Để tránh mất thời gian thì em vào việc ngay ngày hôm nay. Đó là cái kính Amor đòn gánh. Đây ạ, xin chào các bác nha. Đây là Amor đòn gánh bản chân, cầu to, cầu đều, cầu béo. Ở giữa thì những con Amor bao giờ nó có cái chữ Amor và hai triển vuông, đó là logo hãng của ngày xưa. Con này là chuôi ve nguyên zin nhá. Ở càng trái thì nó có số 140, ở càng phải thì nó có 140 và Amor frame français, có nghĩa là cây này được sản xuất tại Pháp. À, về lịch sử kính Amor thì là nó cũng ra đời năm 1940. Thật ra để mà nói tất cả lịch sử kính cổ ấy, thì ngày xưa ấy, thì dây băng là nó đi đầu tiên, dây băng của Solex. Năm 1937 thì dây băng nó ra, thì sau đó những cái hãng khác ấy, bắt đầu là họ sẽ thành lập, bắt đầu giai đoạn từ năm 40 đến năm 50 là rất nhiều hãng kính nổi lên, trong đó Amor là một trong những hãng nổi nổi lên. Thì Amor vào những năm 40 thì nó ra, lúc đấy thì là nó thật ra mọi người ít người biết đến và cũng chưa được chuộng. Nhưng đến giai đoạn năm 1950 và 1960 thì nó rất là thịnh hành ở châu Âu. Đó là cái giá trị mà em nói ở đây. Đặc biệt là cái dòng Amor ba răng này. Thì vào những giai đoạn 1950, 1960 thì quá thịnh hành, đặc biệt là 1950 nhá. Thì dòng Amor này cực kỳ thịnh hành. Nó là bản sắc, nó nói đúng hơn là bản sắc của Paris. Đó. Và lúc đấy là bên Pháp thì có những phong trào và những câu lạc bộ chơi cũng lâu, cách đây mấy tháng em có một cái dây băng, đó là club. Tại sao là Amo club? Nó là câu lạc bộ chơi Amo của Pháp. Câu lạc bộ thì ở một số thành phố lớn bên Pháp thì là nó đã, tức là chơi và duy trì hoạt động suốt nhiều mấy chục năm, và nói thật là mấy thập kỷ đó. Bởi vì là những câu lạc bộ Amor này thì đa phần là những người đến chơi là chơi theo cái bộ sưu tầm Amor, giống như ở Việt Nam mình khoảng chục năm rồi anh thế, có những câu lạc bộ chơi xe đạp Pozo cổ đấy. Ngày trước thì em cũng chơi xe đạp Pozo. Về kính thì câu lạc bộ chơi thì ít, nhưng mà ít lắm. Nhưng mà nói về câu lạc bộ chơi đồ lính Mỹ ấy, mà 5 năm ở đây ấy, thì số lượng rất là nhiều, đặc biệt là 3 năm ở đây thì số lượng câu lạc bộ chơi đồ lính Mỹ rất rất là nhiều. Tại sao nói nguyên ở Hà Nội thôi là có mấy nhóm chuyên chơi đồ lính Mỹ. Và đồ lính Mỹ thì nó phân theo những cái đẳng cấp khác, đồ Mỹ lính xưa và đồ lính đời mới ngày nay. Thì em và rất nhiều anh em chơi là đồ lính Mỹ, là đồ lính xưa chứ không chơi đồ lính Mỹ mới. Đó. Đấy là em phải phân tích, là tức là cái về cái những cái đồ xưa này thì là đều có những câu lạc bộ chơi. Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì là đây là con dây băng, đây là con Amor ba răng, xin lỗi các bác, đây là Amor ba răng bản lề kép. Về nói về mắt thì con này là mắt màu trà nhạt đấy, nó cũng là màu bã chè đấy. Thì nó về mắt thì cũng không quan trọng, bởi vì sao, những cái dòng này về Việt Nam đa phần là thay mắt rồi, thì các bác là mua về làm theo sở thích của các bác nhé. Đây là em đang nói ra sở thích, vì là có mỗi một bác thì là có những cái sở thích riêng. Có một bác thì là thích đeo mắt trắng cơ đấy, mà để đi buổi tối, thì đấy nó cũng là một cái cá tính riêng. Chứ thông thường đa phần thì là mắt cận thị, lão thị, viễn thị, đó là thông thường các bác mua về là thay như thế. Đó là em nói số đông nhá, chứ các em cũng không nói riêng gì bác nào cả. Bởi vì sao, bởi vì là cái dòng Amor ba răng này ấy, hay là Amor nhạn ấy, đa phần là anh em mua về thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị nhiều lắm, đa phần đấy. Còn một số anh em thì là thích chơi ba mảnh. Thật ra ba mảnh thì nó thiên về vấn đề là văn phòng công chức hơn. Còn để mà chơi theo một cái phương diện mà nó đẳng cấp, mà nhìn nó có cái chất khí khí thái gì thì nó phải là Amor ba răng, thay như con cận mắt trắng hoặc mắt cận thị. Kính này của Pháp sản xuất thập niên 1950 nhá.
Em nói thôi hồi nãy nãy giờ có một số bác có thể là thắc mắc về giá cả đúng không ạ? Vâng, Amo cầu to, cầu đều, cầu béo này giá rất là mềm thôi, bản trơn liền nhá, rất nhiều bản trơn liền nha bạn. Giá con này là 7 triệu bác nhá, chuẩn giá là không fix được nữa rồi, đưa ra giá là cực kỳ tốt rồi, không thể fix được nữa, đúng 7 triệu, 7.000k thì bán. Em nói rồi, có những cây kính tùy từng cây em fix, nhưng có những cây anh không thể fix được, chẳng hạn như cây Amor Ba Răng này, bản này kép còn rất là mới, độ mới là trên 90%, phải đến 95-96%, cho nên là giá chuẩn giá đưa ra là không fix được, đúng 7.000k mới bán. Và mỗi một phiên em lên sóng là em cũng rất là cẩn thận với các bác, vì một số bác có thắc mắc là đeo kính hay bị sâu lệch, em quay luôn này. Đấy, không có sâu lệch, không có rơi chiếc gì cả. Đấy nhá, em phải quay rất là cẩn thận để tránh một số bác là cái hay thắc mắc là. Và mỗi khi em chụp ảnh nhá, hay là quay video, tức là chụp các góc độ, quay góc độ, có thể các bác xem ở video này nó bóng ánh sáng quá, nó không rõ ràng. Ok, em sẽ chụp ảnh ngoài trời từ 30 đến 50 cái ảnh cùng một cây kính đó thôi nhá, hay cùng một sản phẩm, bất sản phẩm gì, chụp từ 30 đến 50 cái ảnh và kèm theo một video để gửi cho bác. Để các bác phải hết sức yên tâm, thật sự yên tâm. Và thứ hai là mua bán nó phải thật sự là thoải mái đó. Còn về hình thức mua bán thì là em cũng nói rõ tất cả các phiên trước rồi, là em sẽ bán hàng từ 7 giờ đến 23 giờ, có nghĩa từ 7 giờ đến 11 giờ đêm, và thời gian là bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Các bác đến bất cứ lúc thời gian nào cũng được, với điều kiện alo trước cho em, tránh tình trạng là em đi giao hàng rồi là đi gửi hàng rồi là đi giao lưu với các anh em đồ cổ đồ xưa khắp mọi miền tổ quốc, có thể là em đi tỉnh mất 1-2 ngày mới về. Chính vì thế là các bác đến cái alo trước thì là em sẽ nghênh tiếp đón từ xa. Đấy, còn về các bác ở tỉnh thì cũng không lo lắm lắm đâu, bởi vì là em có những cái hình thức ship rất là nhanh, chỉ 1-2 ngày thôi, bưu điện rồi là ô tô máy bay tàu hỏa phương tiện gì em thấy nó nhanh nhất trong cái khu vực của các bác ở thì em sẽ gửi bằng phương tiện đó. Một thời gian là chỉ 1 đến 2 ngày là sẽ tới nơi, đó là cái giá trị mà em muốn nói với các bác là như thế. Về giá con này là 7 triệu nhá, đúng 7 triệu mới bán. Có những cây kính có thể là fake, nhưng có cây không thể fake được, bởi vì là đưa ra cái giá là quá tốt rồi, chứ không phải bây giờ cứ đưa ra một cái giá fix và fix nữa đi, fix thoải mái lên thì mới không được, là tùy từng cây được anh ạ. Chứ một số bác là có những yêu cầu là cao quá thì em không thể đáp ứng được đó, vì là đã giá tốt rồi, bây giờ lại thêm yêu cầu này xong lại thêm yêu cầu kia, nhiều yêu cầu quá thì em không đáp ứng được. Tức là đã fix rồi xong bây giờ lại yêu cầu là thay đôi mắt đấy, nó còn thế nữa, tức là bảo nên như thế thì không được. Bởi vì sao? Bởi vì là em đưa ra cái giá là nó là hợp tình hợp lý hợp lý rồi, chẳng hạn như con này thì nó chuẩn rồi, không 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 được, vì mọi sản phẩm em bán ra là bao chất bao test toàn cầu, trên toàn lãnh thổ, trên toàn thế giới. Còn hình thức mua bán thì các bác là chuyển khoản em bao ship, các bác nào mà họ chuyển cái ship code nhá thì là đặt cọc 100k, đó là cái tiền ship thôi chứ không không phải là cái tiền gì đâu nhá, nói rõ đấy. Về địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 091 65 66 826. Mỗi một phiên em sẽ lên từ 1 đến 3 cây kính, mà phiên ngày hôm nay em chỉ lên một cây kính thôi, và em cũng nói rõ về tình trạng kính. Thứ hai nữa là em có ghi phần thông tin thông số kỹ thuật của cái kính đó, nó chính xác đó là mô tả chi tiết đấy,
Trong phần mô tả chi tiết thì bên dưới là có giá cả này, số điện thoại Zalo, địa chỉ nhà, mọi thứ nó rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Các bác nào mà chưa kênh của em, các bác hãy nút đăng ký màu đỏ bên góc phải bên dưới màn hình và ấn vào nút quả chuông để mỗi khi em có video, hệ thống YouTube sẽ báo qua tin nhắn bíp bíp cho các bác biết rằng là em vừa lên video. Con này bọc vàng rất là sáng, mặc dù là đa phần là cái video lên buổi tối nhưng mà trông nó còn sáng và bóng và đẹp lắm. Mọi thông tin chi tiết hay mọi thắc mắc cứ nhấc máy alo em bất kể lúc nào cũng được. Nếu ban ngày bận quá em sẽ trả lời với các bác vào buổi tối, đó là em nói lên cái giá trị như thế. À mà bà răng nhá, bà lẻ kép nhá, cầu to cầu đẹp cầu béo nhá, giá là 7.000k hay gần 7 triệu đồng, bao check bao test toàn cầu, bao ship với điều kiện trả chuyển khoản. Còn nếu bác nào chọn hình thức ship code thì vui lòng đặt cọc 100k. Đó là hình thức mua bán của em là như thế, mỗi nơi có cách mua bán khác nhau và em đưa ra cái gì nó là phải là trên sự chân tình hợp lý cho đôi bên, không để cho bên nào phải thiệt cả. Giá là 7.000k nhá, 7 triệu đồng. Cái phiên vào ngày hôm nay thì xin kết thúc đây. Xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại ở các phiên sau. Mọi thắc mắc các bác cứ nhấc máy alo em sẽ có những cái giải trình, có những cái phân tích và có những cái chia sẻ cho các bạn. Và rất cảm ơn, xin tạm biệt các bạn.